Bất mãn nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm và câu kết ăn bớt khẩu phần, đầu bếp bỏ thuốc trừ sâu vào thức ăn của học sinh. Ngày 27 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Thi, sinh năm 1984, trú bản Án Ưng, xã Chiều Bang, huyện Mai Sơn, nhân viên hợp đồng của trường Trung học phổ thông Chu Văn Thịnh, về tội cố ý gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Trước đó, ngày 23 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Mai Sơn tiếp nhận nguồn tin tố giác tội phạm của trường Trung học phổ thông Chu Văn Thịnh, xã Chiền Bang về việc trưa ngày 22 tháng 9, khi nhân viên nấu ăn chuẩn bị chia khẩu phần ăn cho học sinh ăn bán trú, thì phát hiện chậu đường su su luộc có mùi thuốc trừ sâu. Bước đầu, Công an tỉnh Sơn La xác định Thi được giao nhiệm vụ nấu ăn cho học sinh bán trú trong trường. Do bất mãn về việc nhà trường lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo chất lượng và nghi ngờ có việc cấu kết ăn bớt khẩu phần ăn của học sinh, nên Thi nảy sinh ý định bỏ thuốc trừ sâu, thuốc diệt rắn vào thức ăn của học sinh để các em ngộ độc, từ đó nhà trường phải thay đổi nhà cung cấp thực phẩm. Ngày 22 tháng 9, khi nhân viên nhà bếp gọt vỏ để sơ chế quả su su làm thức ăn cho học sinh, Thi nhận thấy đây là cơ hội để trộn thuốc trừ sâu, thuốc diệt rắn vào chậu su su đã được luộc chín. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9, sau khi vớt su su ra chậu, Thi đã bỏ thuốc diệt rắn và một ít thuốc trừ sâu, rồi dùng hai tay trộn đảo su su trong chậu với mục đích cho thuốc ở găng tay bên phải bám vào su su. Quá trình chia khẩu phần ăn, quản lý bếp phát hiện mùi thuốc trừ sâu từ món su su luộc nên báo cáo lãnh đạo nhà trường để báo cơ quan công an. Ngày 24 tháng 9, Công an huyện Mai Sơn ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Hà Thị Thi. Khám xét nhà ở của Thi, cơ quan chức năng đã thu giữ một gói thuốc diệt rắn. Hiện Công an tỉnh Sơn La đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.